Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. À, anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình, anh em hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những video clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. À, Hôm nay thì mình à, lên à, giao lưu trò chuyện với anh em về một chiếc đồng hồ Seiko à, GS dòng à, máy 45. À, thì à, tháng này cũng là tháng Tết rồi, thì nhu cầu thị hiếu của anh em à, mua sắm đồng hồ để đeo chơi Tết rất là nhiều à chỉ trong à, nửa tháng à chưa đầy nửa tháng mà mình à, đã bán được à, à gần 15 chiếc đồng hồ Senko GS trong đó là nhiều nhất là có 9 chiếc là dòng à, gs 45 20 và GS4522 và mà mấy chiếc à, GS61. À thị hiếu của anh em chơi GS à trong à, hơn một năm đổi lại đây thì à, thường chuộng rất là nhiều những dòng máy à, GS đầu 45 và những chiếc GS45 máy cơ lên dây. À, lý do là vì à, cái dòng cô GS45 này nó tuy chỉ là một chiếc đồng hồ cô GS45 máy lên dây, tuy nhiên là nó lại mang một cái độ bền và một cái độ chính xác rất là cao, độ ổn định rất là tốt. À, nói chung là những cái gì thuộc về sự đơn giản thì nó đều đẹp và rất là bền bỉ. À, chiếc KS, chiếc GS45 này cũng thế. À, chiếc này thì uh, nó là máy lên dây cho nên anh em nhìn nó khá là mỏng à, nó mỏng uh, gần một nửa so với những chiếc GS61 à, anh em lên tay nó sẽ rất là ôm tay à, Cái dòng uh, GS45 này thì uh, để lựa chọn được uh, những chiếc đẹp thì thời điểm uh, cuối năm này thì uh, nó đã rất là khó khăn rồi à, giá thành của nó cũng lên rất là cao À, mình xin uh, nói lại một chút uh, với anh em uh, đó là uh, mấy hôm vừa rồi thì cũng có vài uh, bác khách uh, cũng có thắc mắc là lý do vì sao uh, hàng ở bên mình uh, đồng hồ sân cô gs ở bên mình nó lại uh, cao uh, cao hơn những chỗ khác như vậy thì mình xin thưa với anh em là những chiếc đồng hồ ở bên mình là uh, đa phần là uh, được uh, lựa chọn rất là nhiều À, những chiếc mà nó đã đẹp xuất sắc thì giá thành của nó sẽ rất là cao. À, những chiếc mà nó có mặt nó có lỗi hoặc là cái vỏ của nó không được đẹp hoặc là kim cọc của nó mà có một chút xước thì những chiếc đấy thì giá của nó thì tương đối là dễ chịu. À, tuy nhiên là với phương châm của mình bán hàng thì à, mình cũng có nói qua một à, vài lần với anh em rồi, à, mình sẵn sàng à, nhập à, giá cao và bán cao. À, mình sẵn sàng à, nhập những chiếc mà nó trong tình trạng là đẹp xuất sắc ví dụ như chiếc ở trên tay mình đây mình sẵn sàng nhập với giá cao để về thứ nhất là mình trải nghiệm mình chơi và thứ hai là mình giao lưu thì những em nào mà chơi sâu về dòng đồng hồ GS và anh em thích cái sự hoàn thiện thích cái độ đẹp hoàn hảo thì những chiếc như thế này thì nó hướng đến những vị khách hàng như thế những vị khách hàng mà anh em chơi sâu sưu tầm và đòi hỏi cái độ hoàn thiện và chi tiết, độ đẹp cao. À, đối với cá nhân mình thì à, những chiếc đồng hồ GS và những chiếc đồng hồ KS Kinsenco, à, những chiếc đó thì mình phải tuyển chọn những chiếc mà nó phải ở trong cái tình trạng là cho dù nó xấu đi chăng nữa thì nó phải ở trong tình trạng là zin tuyệt đối. À, nói chung là thứ nhất là mình quan trọng nhất là về cái mặt đai ổ và bộ kim cọc là nó phải thật sự đẹp thứ hai là cái mặt sau cái lắp mê đồ là nó phải zin và mê đồ là phải mê đồ theo máy chứ không phải là mê đồ linh kiện gắn vào đâu anh em nhé cái mê đồ linh kiện anh em nhìn nó sẽ rất là thô nó không được sắc và không được khôn như cái mê đồ zin theo máy như thế này đâu ạ À, những chiếc đồng hồ Senko GS mà cho dù cái mặt à, cái vỏ của nó có đẹp như thế nào với chăng nữa, kim cọc của nó có đẹp như thế nào đi chăng nữa mà cái mặt dial của nó mà đã bị vẽ lại thì những chiếc đấy cho dù nó có rẻ 5 triệu đến 10 triệu thì mình cũng không bao giờ mình nhập. À, tuy là nhập những chiếc như thế về bán thì à, phục vụ những cái cái vị khách hàng mà anh em muốn trải nghiệm lên cái dòng GS với giá cả nó phải chăng thì vẫn sẽ bán được Tuy nhiên là mình không muốn bán những cái hàng như thế vì thứ nhất là một chiếc đồng hồ Vintech mang giá trị cổ xưa mang giá trị sưu tầm cao thì nó phải đòi hỏi ở cái độ zin à, thứ nhất là ở cái mặt đây ổ kim cọc và thứ hai là mê thứ ba là cái vỏ đó là những cái chi tiết đấy là mình đánh giá nó rất là cao những chiếc nào mà nó ở trong tình trạng hoàn thiện, đẹp, xuất sắc Thì những chiếc đó thì mình sẵn sàng mình nhập với giá cao về để mình bán Và phục vụ một số ít những anh em chơi những cái hàng sưu tầm Còn những cái chiếc mà mặt vẽ này, vỏ spa đánh bóng này Những chiếc mà me đồ lô Những chiếc đấy thì không bao giờ mình nhập và mình cũng không bao giờ bán những cái hàng như thế Hồi dạo trước thì mình cũng có bán một hai chiếc, một chiếc, hai chiếc kinh ở trong tình trạng là mặt đầu đã bị vẽ lại và vỏ của nó đã spa đó là những chiếc mà anh em ký gửi nhờ mình bán giúp thì những chiếc như thế thì giá của nó sẽ rất là êm thì không hề cao một chút nào cả <laughs> những chiếc mà nó ở trong tình trạng đẹp như là chiếc GS45 và chiếc KS45 mình đang cầm đây và đang đeo đây thì nó ở trong cái tình trạng giá của nó sẽ tương đối là cao Nói chung là mình nói thẳng luôn là hàng ở bên mình bán là đa phần đều là cao tiền, chứ không có hề không không hề có hàng rẻ. GS và KS bên mình thì những chiếc mà có tầm giá 10 triệu và trên 10 triệu hoặc dưới 20 triệu thì gần như là không có anh em nhé. À, những em nào mà đã chơi quen cái dòng những cái dòng máy Senco à, hoặc là những cái dòng máy cơ lên dây thì anh em đã chơi quen rồi thì chắc chắn một điều là anh em chuyển sang cái dòng auto thì nó sẽ khá là không thoải mái tại vì cái dòng lên có tay này thứ nhất là nó đơn giản và thứ cái thứ hai nữa là khi anh em đã chơi quen cái dòng lên có tay và lên quen cái chuyện lên cót cho nó như thế này thì mỗi ngày mà anh em nạp cót cho nó thì cũng giống như là anh em ăn một bát phở sáng để nạp năng lượng vào cơ thể mình để phục vụ cho một ngày làm việc thì những chiếc đồng hồ có tay này nó cũng vậy. À, khi anh em đeo lên tay mỗi buổi sáng anh em lên cho nó từ 10 đến 20 vòng cót Để nó phục vụ cho anh em ở cái nhu cầu xem giờ, xem ngày thì nó chạy sẽ rất là ổn định. À, nói chung là cái dòng cót là không phải là anh em là cứ nên đầy cót sau đó là anh em đeo cho nó hết sạch cót đi sau đó là anh em lại lên lại đâu nhé Anh em lên khoảng tầm từ 25 cho đến 30 vòng Nó đủ phục vụ cho anh em trong một ngày thì khi về nhà buổi tối đi ngủ anh em cởi ra và buổi sáng dậy anh em cầm lên anh em mớm thêm cho nó khoảng từ 15 cho đến 20 vòng cót là nó lúc nào cái cốt của nó cũng ở trong cái tình trạng là khỏe không cần phải là làm hết cốt cho nó khỏe quá, mà anh em chỉ làm vừa phải thôi tầm khoảng tập trung bình lại cho cốt lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng là khỏe và chạy chính xác đó nó không yếu quá và cũng không khỏe quá ở cái mức giữa của nó thì nó chạy sẽ rất là ổn định À, những chiếc GS61 thì à, nó lại à, phục vụ những anh em mà à, có nhu cầu à, à, nhanh nhạy ở trong cái công việc à, không thích à, lên cót mà khi đeo lên tay là nó phải hoạt động được ngay. Thì những chiếc à, GS61 hoặc những chiếc đồng hồ auto thì à, khi anh em đeo lên tay, anh em mới mớm cho nó ba bốn cái vòng cót, sau đó là anh em chỉnh lại giờ và đeo lên tay thì khi đó là cái chiếc đồng hồ là bao giờ là nó cũng được à, À, nạp cót và có năng lượng ở trong cái chiếc đồng hồ cho nên là nó sẽ hoạt động được chính xác ngay. À dòng uh, auto thì anh em đeo lên tay và trong quá trình anh em hoạt động thì nó sẽ lấy cót được ngay, chứ không như cái dòng cót tay. Dòng cót tay là đã lên cót là nó cứ chạy là nó sẽ hết cót dần. À, anh em rảnh rỗi thì anh em mới tháo ra mớm cho nó một vài vòng cót. À, trước chiếc này thì nó ở trong tình trạng là gần như là hoàn hảo hết anh em nhé. À, anh em nhìn cái mặt đầu và bộ kim cọc của nó cực kỳ là nét luôn kính trong vắt nói chung là những chiếc như thế này thì nó không có cái điểm gì để chê cả à, những chiếc đẹp thì mình luôn luôn à, chịu khó là đặt làm những bộ dây à, da cá sấu gấp mép như thế này về à, gắn cái vào cái khoa zin nó sẽ rất, rất là đẹp chuẩn dáng Vintech luôn nói chung là một chiếc đồng hồ vintech đẹp nói riêng và đồng hồ đời mới nói chung thì nó lên tay có đẹp hay không cũng tôn lên cái bộ mặt của cái đồng hồ hay không nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái bộ dây nói chung là những cái bộ dây gấp mép như thế này ban đầu về anh em nào chưa dùng quen thì nó sẽ hơi cứng một chút tuy nhiên là khi anh em đeo ở trong quá trình đầm một tuần cho đến nửa tháng lại cái bộ dây của nó mềm ra đeo nó sẽ rất là thích tay và đặc biệt nhất cái lợi ích của cái bộ dây gấp mép này là À, gắn lên những chiếc đồng hồ vintage nó sẽ mang lại cái vẻ đẹp cổ điển chuẩn như ban đầu, à, rất là đẹp. À, nó tôn lên cái dáng đồng hồ xưa rất là nhiều. À nói chung là từ hôm qua đến hôm nay thì à, cũng có một vài bác khách là cũng có điện cho mình và trò chuyện à, và cũng cho mình xem một vài cái mẫu đồng hồ của anh em. À, tuy nhiên là anh em có hỏi mình về cái vấn đề Uh, chiếc này nhập ở chỗ này và giá như thế này nhập được không uh, giá bao nhiêu thì nhập được thì uh, mình uh, xin thưa với anh em là mình có thể giúp anh em thẩm định hàng uh, thẩm định uh, xem những chiếc đồng hồ đấy là cái mặt nó có zin hay không nó có lai like, cái lai like cái bộ phận núm hay là lai like, uh, kính lai like kim hay không vỏ nó có spa hay chưa me đồ nó lô hay me đồ zin những cái đó <laughs> uh, những cái đó thì mình có thể giúp anh em được Tuy nhiên là về cái vấn đề giá cả Thì đối với quan điểm bán hàng của mình Hàng của mình thì mình bán và mình báo giá Còn hàng của người khác mà anh em hỏi mình Chắc là nhập bao nhiêu, giá bao nhiêu thì nhập được Thì cho dù là đắt hay rẻ Mình cũng không bao giờ đề cập đến cái vấn đề mua bán Tại vì giữa những người thợ với nhau Đấy là một cái vấn đề rất là tế nhị Hàng của ai thì người ấy bán Ông nhập bao nhiêu thì ông bán bằng đấy Chứ mình không bao giờ mình tham gia vào cái vấn đề giá cả Người này bán đắt hay rẻ À, đắt hay rẻ là tùy vào uh, anh em cả. Anh em cảm thấy chiếc đồng hồ này nó nó rẻ nhưng mà trong cái tình trạng nó xấu, zin, uh, không được mứt thì uh, mà giá thành nó rẻ, đã qua spa, vẽ mặt thì giá nó rẻ thì anh em uh, muốn mua về trải nghiệm thì anh em vẫn cứ mua. Còn những chiếc đồng hồ mà nó ở trong tình trạng là zin nguyên bản, sắc nét, đẹp, không có điểm trừ thì mình xin thưa với anh em là những chiếc đó không chỉ ở shop mình mà ở những số khác người ta bán cũng giá cũng rất là cao. Nói chung là tiền nào thì của đấy thôi. À, đắt thì nó sẽ sắt ra miếng, à, không có cái nào mà đẹp hoàn hảo mà giá nó lại rẻ được. À, ngon bổ rẻ thì không bao giờ có. Ngon bổ rẻ nó chỉ là một cái câu nói vui, nói vui đùa trêu nhau thôi chứ còn về cái giá trị của sản phẩm bỏ tổng tiền ra mua, à, ngon bổ rẻ thì nó không bao giờ đi liền với nhau. Vâng, phiên hôm nay thì mình trò chuyện với anh em một chút về cũng là về cái quan điểm bán hàng của mình và cái nữa là cũng là về cái thời gian gần đây số lượng anh, các vị khách hàng chơi sưu tầm Senko GS và nhất là những dòng GS45 có tay này nó đột biến rất là nhiều Nói chung là anh em chơi sưu tầm đồng hồ và qua rất là nhiều các loại đồng hồ Ở đồng hồ thụy sĩ Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nga, Nhật thì cái điểm cuối cùng của anh em ở dừng lại thì nó sẽ luôn luôn là đồng hồ Seiko và nhất là những chiếc đồng hồ GS, KS và King Seiko à, những cái chiếc đồng hồ Seiko nó thật ra nó rất là lành à, máy móc của nó cũng rất là bền đồ nhật thì anh em biết rồi đấy trải qua mấy chục năm rồi đi chăng nữa mà nó vẫn còn rất là đẹp bền bỉ. Em xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.